Leling, Timo hợp đi roam với KS nhiều hơn. Bảo Nguyễn, trong game này ghét nhất con chồn đùi Timo có đủ tướng hết nhưng nhất quyết không mua con Timo. Sao anh Bảo? À, mắc mẹ hôi rồi, ôi con Semi ra kìa. Xong rồi. À, chết con xe mê con Cassadin là hết đam rồi. Mất rồng luôn rồi. À, tự nhiên con này hai đứa này mục tiêu ra đi chết trời. Chưa đủ 400 nội tại nữa. Đừng để nó bắt lẻ nó mấy ông ơi. Gì vậy? Phạm thắng, thắng được một combat nên đang tự tin vào bản thân. À, không hiểu bọn này nó nghĩ cái gì trong đầu luôn á nè. Thiệt chứ. Chán mấy anh bạn quá mấy anh bạn. Chán mấy anh bạn quá à. Chịu đây. Thắng được một combat tụi này ảo tưởng chứ. Non quá trời non luôn. Hôm nay Lê Linh, anh chơi chị Hằng màu đỏ đi à? Chị Hằng màu đỏ hả? Là Dana hỏa ngục quá hả? Chị Hằng màu đỏ là Dana hỏa ngục hả? Game này đếm sau lùi hả anh em hả? Về về không nè. Là lên top 1 hả? Đúng rồi anh Bảo ơi, đúng rồi đấy. Anh Bảo nói đúng rồi đấy. Leo rank có... Leo rank team có Timo là chiếm tỷ lệ thua cao lắm anh. Đâu hôm qua anh đánh game có Timo win mà. Chuyện xui rủi thôi, chuyện xui rủi anh em ơi. Con Timo nó biết chơi của nó, của nó vào combat ấy, của nó tìm thằng xạ thủ bên địch nó bắn là được rồi. Màu cam mà huyết nguyệt màu đỏ.